Ba, phẩm cúng dường bảo tháp. Bấy giờ Thế Tôn biết những thiên thần ở cõi dục, cõi sắc và các bí xô, bí xô ni, vân vân, bốn chúng vân tập, cung kính, tín thọ, cùng làm minh chứng, liền quay lại trời Đế Thích bảo: Này Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, đối với bát nhã, ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, và tùy thuận giảng thuyết cho người khác một cách rộng rãi, thì nên biết tất cả ác ma, người chẳng phải người đều không thể làm hại những người này được. Tất cả tai nạn đều không đưa đến thân tâm an vui, không bệnh sống lâu. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiên tử nào đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đối với bát nhã và la mật đa sâu xa, chưa lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, thì nên đi đến chỗ thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tư duy đúng lý, ý nghĩa sâu xa cho được rốt ráo, rồi tuần tự nói cho người khác. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, thì ở nơi nhà trống, ở chỗ đồng vắng, hoặc ở nơi đường hiểm và những chỗ nguy nan, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này vẫn không hoảng hốt run sợ, giận tóc gáy vì được chư thiên thiện thần thường đến ủng hộ. Khi ấy bốn đại thiên vương và thiên chúng kia chắp tay cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ vân vân nào, đối với bát nhã bà la mật đa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi, thì chúng con thường theo cung kính hộ trì, không cho tất cả tai nạn xâm phạm. Khi ấy trời Đế Thích và các thiên chúng chắp tay cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ vân vân nào, có thể đối với bát nhã ba la mật đa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi, thì chúng con thường theo cung kính hộ trì, không cho tất cả tai nạn xâm hại. Khi ấy, Phạm Thiên Vương và các phạm chúng chắp tay cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ vân vân nào, có thể đối với bát nhã ba la mật đa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi, thì chúng con thường theo cung kính hộ trì, không để cho tất cả tai nạn xâm phạm. Khi đó trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn thật là kỳ lạ, bạch thiện thệ thật là kỳ lạ. Các thiện nam, thiện nữ vân vân nào, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi, thì được đầy đủ công đức hiện pháp như vậy. Các thiện nam, thiện nữ vân vân nào, hộ trì bát nhã ba la mật đa, thì có được đầy đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực bát nhã ba la mật đa không? Lúc ấy Thế Tôn bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ vân vân nào, tiếp nhận bát nhã ba la mật đa thì đầy đủ sáu pháp ba la mật đa. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ vân vân nào, đối với bát nhã ba la mật đa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi, đều được công đức. Này ông nên lắng nghe, chú tâm tư duy, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng thuyết. Trời Đế Thích thưa: Cúi xin ngài dạy, chúng con rất muốn nghe. Bấy giờ Phật dạy trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, nếu có các ác ngoại đạo phạm trí, hoặc các ác ma và quyến thuộc của ma, hoặc là những kẻ tăng thượng mạn bạo ác khác đến chỗ đại Bồ Tát này muốn làm những việc không lợi ích, khi họ vừa móng tâm liền gặp tai họa, chắc chắn bị tiêu diệt, không được toại nguyện. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi, nên có thể làm cho kẻ ác tâm tự gặp tai họa, không được toại nguyện. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân nào, đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi, thì ở nơi chốn ấy, nếu có ác ma và quyến thuộc của ma, hoặc là các ngoại đạo phạm trí và kẻ tăng thượng mạn độc ác khác ganh ghét chánh pháp,
muốn làm chướng ngại, cạn hỏi, chống báng, vân vân sẽ mau bị tiêu diệt. Tuy họ có muốn làm những việc ác này, nhưng không bao giờ thành công được. Nếu họ chỉ nghe qua tiếng Bát Nhã, thì cũng được đoạn trừ các điều ác, dần dần phát sanh công đức, sau đưa vào tam thừa được chấm dứt sự khổ, thoát khỏi đường ác, sanh trong cõi trời người. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi thì được công đức thù thắng như vậy. Này Kiều Thi Ca, như có cây thuốc thần tên là Ma Kỳ, chất liệu của thuốc này có thể tiêu các chất độc. Thuốc thần như vậy, tùy sinh sản chỗ nào, các loại trùng độc đều chẳng dám đến gần. Ví như có rắn độc to lớn đi kiếm mồi, gặp các loài khác muốn mổ nuốt, các loài kia sợ chết, chạy đến chỗ thuốc thần, rắn nghe hơi thuốc liền thối lui. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì thuốc thần như vậy có năng lực lớn, có thể cứu vớt thân mạng, diệt trừ các chất độc. Này Kiều Thi Ca, thần lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lại như vậy. Có thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn, tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì các ma đối với Đại Bồ Tát muốn làm việc ác, nhờ sức oai thần của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên các việc ác kia nơi chỗ ấy đều biến mất, không hại được. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì đại thần lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, có thể tiêu trừ các ác, tăng trưởng thiện pháp. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn, tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì trời Tứ Đại Thiên Vương và trời Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương, chủ cõi Khảm Nhẫn, trời Tịnh Cư, vân vân cùng các thiện thần thường đến ủng hộ, không cho tất cả tai nạn xâm phạm, sự mong cầu đúng pháp đều được đầy đủ. Các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong hiện tại khắp mười phương thế giới cũng thường hộ niệm, làm cho điều ác tiêu diệt, thiện pháp tăng trưởng. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì các thiện nam tử thiện nữ vân vân này nhờ nhân duyên đây nên lời nói oai nghiêm, người nghe đều cung kính tin nhận, nói lời vừa đủ, không nói ồn ào, bền lòng giúp đỡ bạn lành, trả ơn sâu dày, không bị tham ganh hờn giận phú não dua nịnh kiêu mạn vân vân tiềm ẩn trong tâm, che lấp tâm tánh. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử thiện nữ vân vân này nhờ oai lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tăng trưởng, điều phục thân tâm, làm cho họ xa lìa tham sân si, tùy miên trói buộc. Các thiện nam tử thiện nữ vân vân này đầy đủ chánh niệm từ bi hỷ xả, luôn suy nghĩ: ta không nên theo thế lực tham lam, nếu theo thế lực kia thì nghèo cùng hèn kém và sự bố thí không được viên mãn. Ta không nên theo thế lực phá giới, nếu theo thế lực kia thì đọa vào các đường ác và tịnh giới không được viên mãn. Ta không nên theo thế lực sân giận, nếu theo thế lực kia thì phải khuyết các căn, hình mạo xấu xí, không đủ sắc thân viên mãn của Bồ Tát, cũng lại không thể viên mãn an nhẫn. Ta không nên theo thế lực lười biếng, nếu theo thế lực kia thì không thể tu đạo Bồ Tát thù thắng, cũng không thể viên mãn tinh tấn tăng thượng. Ta không nên theo thế lực tán loạn, nếu theo thế lực kia thì không thể tu thắng định của Bồ Tát, các tịnh lự không được viên mãn. Ta không nên theo thế lực ngu si, nếu theo thế lực kia thì thắng tuệ không được viên mãn, chẳng vượt hơn các địa vị thanh văn độc giác, vốn là được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì vậy nay ta không nên theo thế lực tham lam vân vân. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử thiện nữ vân vân này do suy nghĩ như vậy nên thường được chánh niệm, các ác phiền não chẳng che lấp nơi tâm. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào, nếu đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì được công đức thù thắng lợi ích như vậy. Hết quyển thứ 539.